Một chiếc máy bay sau khi nghỉ hưu không còn bay lượn trên bầu trời nữa thì vẫn sẽ có rất nhiều công dụng, và một trong những công dụng đó chính là làm móc khóa. Hôm nay mình rất là vui luôn vì mua được một chiếc móc khóa làm từ vỏ máy bay, và đặc biệt là máy bay của Vietnam Airlines nữa. Móc khóa này được làm từ vỏ của chiếc máy bay Airbus A321 mang số đăng bạ VNA347. Mặt trước của móc khóa còn giữ nguyên màu sơn của chiếc máy bay trước khi bị rã xác, còn mặt sau là chỗ để khắc tên, số điện thoại và địa chỉ. Nhìn vào màu sắc thì mình đoán chiếc móc khóa này được làm từ phần vỏ của nửa thân trên và dải màu vàng ở giữa máy bay. Còn phía sau là vài dòng về tiểu sử của chiếc máy bay này, được đưa về Vietnam Airlines năm 2004 và nghỉ hưu vào năm 2019. Và nhìn vào cái móc khóa này thì thực ra vỏ máy bay cũng không dày lắm phải không cả nhà. Xin chào các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm clip để giới thiệu sơ sơ về một phần bộ sưu tập hàng không của mình nhé. Đây là những món đồ mình mua cũng như được tặng kể từ khi mình bắt đầu vào nghề. Về giá trị kinh tế thì nó không lớn, nhưng mỗi món đồ đều có một câu chuyện và một kỷ niệm riêng đối với mình. Chẳng hạn như em gấu bông này, đây là món quà mình mua trước khi Jetstar rút vốn khỏi công ty mình vào năm ngoái. Kế đến là bộ sưu tập máy bay mô hình, tuy không có nhiều như các bạn chơi chuyên nghiệp nhưng mình cũng ráng sưu tập đủ các loại máy bay phổ biến từ Airbus cho tới Boeing, máy bay phản lực rồi tới máy bay cánh quạt. Như đó thôi mà đã chiếm hết một tầng trên kệ sách của mình rồi. Còn ở tầng trên là một số mẫu xe cộ, một chiếc máy bay chiến đấu và một chiếc máy bay bà già của Thái Airways. Ở các tầng trên nữa là các mẫu máy bay có kích thước lớn hơn, vì không có chỗ để nên một số chiếc mình vẫn phải bỏ ở trong hộp. Hôm rồi đi Hà Nội, Rin được em máy bay mô hình của Bamboo Airways khá là ưng ý. Nhiều bạn comment kêu review em nó một tí. Và để thay đổi không khí, mình đã đưa em lên một quán cà phê sân bay để đập hộp. Cái quán này có view nhìn ra cánh đồng cỏ của sân bay Tân Sơn Nhất, một cái view phê hết nấc, và đặc biệt là anh chủ quán cũng là dân chơi mô hình máy bay. Còn bây giờ thì mình sẽ vừa ngắm máy bay vừa review em mô hình này. Đây là cái mô hình có tỷ lệ 1/200, có nghĩa là nhân em lên 200 lần thì sẽ ra kích thước của cái máy bay thật. Vì mô hình máy bay rất là mỏng manh và dễ gãy nên là cái hộp đựng cũng phải được thiết kế để tránh va đập. Còn cái việc lắp ráp thì nó cũng tương đối dễ, chưa tới 1 phút là xong xuôi rồi nè. Nhưng mà cái mô hình này thì không có bộ càng đáp, chỉ có cái đế thôi. Và đây là một em mô hình Boeing 787 Dreamliner hoàn chỉnh nè, nhìn cũng rất gì và này nọ đó chứ. Cái tự nhiên thấy view đẹp quá, thế là cầm em nó lên và đi vài đường quyền, lượn qua lượn lại rồi tưởng tượng là mình đang lái nó, xong rồi mới sực nhận ra bị người ta nhìn quá trời, quê dễ sợ. À, có cái Boeing 787 thiệt bay qua, nhìn xa xa thì trông hai em cũng giống nhau đó phải không cả nhà. Xin chào cả nhà, Thỏ Hoàng đây. Hôm nay mình sẽ lại đập hồ một chiếc mô hình máy bay, và lần này vẫn là Boeing 787 Dreamliners nhưng mà là của Vietnam Airlines. Mô hình này cũng có tỷ lệ 1/200 giống như cái hôm trước mà mình review. Trong clip hôm trước thì nhiều bạn nói rằng cái tỷ lệ 1/200 là không đúng, thì sau một hồi ngẫm nghĩ mình đã phát hiện ra là các bạn đang bị hiểu lầm. Cái 1/200 này là tính theo một đơn vị chiều dài chứ không phải là theo thể tích. Có nghĩa là nếu thân máy bay mô hình dài 30 cm, lấy số đo đó nhân cho 200 lần thì sẽ là 60 m, và đó cũng là chiều dài thực tế của máy bay Boeing 787. Còn nếu tính theo thể tích thì cái mô hình này phải có tỷ lệ 1/200 mũ 3. Vòng vo một hồi thì hình dáng máy bay cũng đã hiện ra, và đây là mô hình của hãng Skymark, một hãng sản xuất mô hình khá nổi tiếng trên thế giới. Vậy nên là về độ chi tiết thì cũng khỏi phải nói, nhưng mà cái mô hình này mình được tặng nên là cũng không biết giá là bao nhiêu. Chào cả nhà, ở phần 2 này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người mấy cái món nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình lượm lặt được nha. Đầu tiên là những chiếc pin cài áo có hình dáng của các loại máy bay cũng như huy hiệu của các hãng bay. Trong đó thì mình thích nhất cái cánh chim có huy hiệu chiếc dù này, bởi vì nó là vật đánh dấu mình đã hoàn thành khóa huấn luyện nhảy dù vào năm 2017. Tiếp theo là chiếc ốp gỗ khắc hình Airbus A320 trên đường băng 25 trái của sân bay Tân Sơn Nhất, và một vài mẫu sticker của dòng máy bay này. Còn đây là khu vực móc khóa, từ móc khóa vải cho tới móc khóa kim loại luôn, và đây cũng là dấu hiệu để nhận biết dân đam mê hàng không nếu ra ngoài. Và đây là một cái lá cánh quạt của chiếc động cơ phản lực do bạn mình nó in 3D tặng cho mình. Tiếp theo là một miếng dụng cụ đa năng mua ở cửa hàng của Boeing. Miếng này có thể dùng để đo lường, vặn ốc, mở nắp lon và thậm chí cả mở nắp chai bia. Và đây là một cái miếng nam châm in hình Boeing 787 dùng để trang trí. Kế đến là khu vực đồ gia dụng. Cái mà các bạn đang thấy đây là một cái sạc dự phòng của CFM, và đây là một hãng sản xuất động cơ cũng khá nổi tiếng. Ở Việt Nam thì hiện đang có Vietjet Air và Vietravel Airlines đang sử dụng động cơ của hãng này. Còn chiếc container màu xanh xanh mà các bạn thấy ở phần 1 thực ra là một cái USB, và Evergreen là công ty mẹ của Eva Airways. Ta-da, đây là cái tai nghe của Singapore Airlines, và cái tai nghe này thì được phép mang về nha mọi người. Còn đây là mấy cái ổ cắm điện đa năng, đi du lịch thì mấy cái ổ cắm điện này cực kỳ hữu ích luôn. Cuối cùng là mấy sợi dây đeo thẻ của nhà sản xuất máy bay Airbus và các hãng bay.